Xin chào tất cả các bác đã đến với phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Và buổi sáng thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024, kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và phiên đồng hồ ngày hôm nay tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng. Và ngoài ra thì sẽ thêm cho các bác rất là nhiều các cái dòng sản phẩm độc đáo khác như là điện thoại này, nhẫn hay là đồng hồ có quýt. Và đặc biệt nhất đó là tranh các bác nha. Hôm nay sẽ có các cái mẫu tranh cổ mang đến cho các bác để giao lưu trong video ngày hôm nay, để các bác mình có thể treo và sưu tầm. Đấy, tranh cổ rất là đẹp luôn. Để các bác mình nhớ là theo dõi hết video này để mình có thể được chiêm ngưỡng cũng như là khám phá các cái sản phẩm cực kỳ là độc đáo trong video ngày hôm nay nhé. Đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì mình đừng quên là hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng một cách sớm nhất nhé. Rồi, và đi vào chiếc đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong ngày hôm nay sẽ là một em Longines Conquest. Một chiếc Longines zin toàn bộ nguyên bản 100% từ phần dây khóa cho các bác luôn ạ. Rất là đẹp. Đấy, em này thân vỏ thép sáng bóng, cực kỳ là sắc nét đến từng các chi tiết luôn, rất là nam tính nha. Em này size lớn. Chiều ngang của chiếc Longines này có size mặt 41 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 49. Đó, ngang 41 và dọc là 49. Màu mặt xanh, thiết kế tỏa tia với những đường vân từ phần gốc kim ra bên ngoài. Đây là một cái màu mặt xanh phải gọi là rất là độc đáo và nó lạ mắt để các bác mình có thể sở hữu đấy ạ. Có một ô cờ lịch góc 6 giờ nha. Thân vỏ thép này, núm zin này. Và đặc biệt phía dưới mặt đáy là có kính lộ đáy cho các bác luôn. Mình có thể hoàn toàn nhìn thấy bộ máy bên trong của chiếc Longines này. Đây. Đấy. Không biết là qua màn hình thì các bác có nhìn rõ không ạ? Đây. Em sẽ quay, cố gắng quay thật là chi tiết để các bác mình có thể ngắm được cái bộ máy. Rồi, quá là tuyệt vời của chiếc đồng hồ này các bác nhá. Đó, bánh đà này. Rất là mượt mà luôn. Đấy, máy trong. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Longines này. Longines Conquest, zin nguyên bản từ phần dây khóa. Núm tại vị trí góc 3 giờ và đây sẽ là một chiếc núm cổ chai nha. Núm cổ chai giúp đồng hồ chống nước rất là tốt. Bộ máy có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa này. Có nấc để căn chỉnh lịch nhanh. Đấy, rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác nha. Và khi không sử dụng nữa thì các bác mình nhớ là quay núm lại vị trí ban đầu cho em. Đấy, khóa cái nút chai này vào cho em nha. Rồi, Longines Conquest mã số 1 có giá là 2.680.000. 2.680.000 nha, chốt đơn cho em với mã đồng hồ số 1 ngày hôm nay. Đó. Đối với đồng hồ thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Rồi, qua mã số 2 này. Một chiếc Omega thợ lặn. Một trong những cái phiên bản đồng hồ Omega sở hữu phong cách siêu chất, siêu ấn tượng. Zin toàn bộ từ phần dây khóa. Dây của em này thì sẽ là một chiếc dây khóa thép đúc các bác nhà, siêu dày dặn luôn. Đấy, dây thép đúc sáng bóng. Phía dưới mặt đáy này có kính lộ đáy. Và đây chính là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Đấy. Bánh đà rất là mượt nha. Thiết kế phần đáy với những đường vân đa giác. Núm zin nguyên bản. Thân vỏ thép không rỉ. Đấy, màu mặt đen. Và trên phần mặt thiết kế với những đường vân lợn sóng. Rất là đẹp, độc đáo luôn. Đó, có một ô cửa lịch góc 6 giờ nha. Niềng xoay này. Đấy, niềng xoay tanh tách luôn. Núm cổ chai. Núm cổ chai chống nước. Có hỗ trợ cót tay này. Máy cơ tự động có hỗ trợ cót tay. Núm có nấc căn chỉnh lực nhanh. Đó.
Và khi sử dụng xong thì các bác nhớ xoay núm lại vị trí ban đầu cho em nha. Chiếc này có chiều ngang size 41 và chiều dọc tính cả chân cà sẽ là size 48 này. Ngang 41, dọc 48. Máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay, zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa luôn ạ. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm này. Dành cho bác nào mình thích những cái phong cách nó chất và nó nam tính. Đôi chiếc này có giá là 2.480.000 thôi. Các bác yêu thích mẫu Omega này mình chốt đơn cho em với mã đồng hồ số 2 nhé. Mã số 2 có giá là 2.480.000 này. Tiếp tục qua mã số 3 sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu cao cấp và cực kỳ là nổi tiếng của Thụy Sĩ, một chiếc IWC. Đấy. Bốn kim chứ ạ. Và kim của em này sẽ là kim nung xanh nha. Đấy, sở hữu kim nung xanh, cọc số cũng vậy. Cọc số kim nung xanh, có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Với một cái form thiết kế tràn viền, tạo cho nó một cảm giác rất là phóng khoáng ở trên phần mặt. Chiều ngang có size mặt 42 và chiều dọc nếu như tính cả chân càng sẽ là size 48 ạ. Thân vỏ thép không gỉ. Đây, vị trí ở phần giữa này thì người ta sẽ làm kiểu thép lì. Đấy, lì các bạn nha, tạo hiệu ứng rất là khỏe khoắn cho cái phần thân vỏ của đồng hồ. Nốm zin nguyên bản và đặc biệt nhất đó chính là cái mặt đáy ạ. Full đáy luôn. Đấy, kính full đáy luôn các bác nha. Biểu tượng IWC này, thương hiệu này. Quá là đẹp luôn, một bộ máy phải gọi là cực kỳ là đẳng cấp. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn. Phần máy bên trong này các bác có thể thấy không ạ? Người ta sẽ tạo hình với những cái đường vân xoáy tròn nữa. Khi mà mình nhìn vào cái phần máy bên trong thôi là mình đã cảm thấy nó rất là đẹp, cũng như là rất là cuốn rồi. Đấy, máy cơ tự động các bác nhé, máy cơ tự động. Đây là phần móc khóa này, phải có chịa. Zin từ phần dây luôn. Chiếc này có nước chỉnh lịch nhanh nha. Các bác mình kéo núm ra bên ngoài để có thể điều chỉnh bộ lịch nhanh giúp em. Đấy, IWC, máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay, một thương hiệu vô cùng là đẳng cấp. Kim nung xanh, cọc số kim nung xanh, rất là ít các cái dòng đồng hồ mà có cái kim nung xanh như thế này. Rất là hiếm luôn nha. Thật sự luôn là ở trong cả chục năm bán đồng hồ của nhà em thì về được rất là ít những cái dòng có kim nung xanh như thế này. Đấy, em này còn full cả cọc số luôn thì quá là tuyệt vời các bác ạ. Chốt đơn em với mã số 3, giá là 2.980.000 nha. 2.980.000 thôi ạ, một mức giá gọi là rất là tốt để cho các bác có thể sở hữu chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu IWC, thương hiệu đồng hồ cao cấp rất là nổi tiếng như thế này. Đấy, mã số 3. Và qua mã số 4 này, số 4 sẽ đem đến cho các bác một vài các cái mẫu đồng hồ pin của Nga nha. Đây là một chiếc máy pin của Nga với hình ảnh quốc huy đại bàng hai đầu, biểu tượng kỵ binh. Đấy, và có hình ảnh cờ Nga ở đây. Đấy, cái mặt, cái màu này là thiết kế nó như vậy nha các bác, chứ không phải là do cái màu thời gian nó đang lổ trên đây đâu, mà là đây chính là cái thiết kế như vậy của hãng. Đấy, size ngang của chiếc này là 38 và chiều dọc có size mặt là 44. Em bảo đảm bảo luôn, hàng độc, hàng nhà em chắc chắn là chỉ có hàng độc ở trên thị trường, chưa ai có nha. Cái dòng đồng hồ này là chưa ai có đâu ạ. Đấy, hàng độc luôn. Phía dưới mặt đáy này, mà giá ngày hôm nay mang đến cho các bác là nó siêu siêu dễ dương, là các bác có thể sở hữu trong tầm tay luôn đấy ạ. Đó, máy pin. Máy pin nha, thân vỏ mạ vàng rất là đẹp. Em này 580.000 thôi. 580.000 nha. Các bác không nghe nhầm giá đâu ạ. Chỉ có 580.000 thôi. Vừa độc vừa chất, rất là dễ đeo. Size em này thì lớn nha. Rồi, tiếp tục qua mã số 5.
size 38. Đó. Hình ảnh ngôi sao 5 cánh. Màu mặt nền chủ đạo đó là màu đỏ, có biểu tượng búa liềm nằm ở vị trí giữa này. Đây cũng là cái thiết kế như vậy các bác nha, chứ không phải là cái màu thời gian đâu. Đây là thiết kế như vậy của cái hãng này. Chiều ngang có size mặt 38, chiều dọc tính cả chân càng có size mặt là 44, ngang 38 và dọc là 44 nhé. Máy pin. Đây, thân vỏ mạ vàng. Và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Lên tay này. 580.000. Cọc số sẽ là số 5, 10, 15, 20 nha. Chốt đơn cho em với mã số 5. Đấy, 580.000 thôi. Quá là dễ sưu tầm luôn. Tiếp tục qua mã số 6 á. Polyjot, phiên bản đồng hồ có chữ ký của Tổng thống Nga. Một trong những phiên bản đồng hồ cực kỳ là nổi tiếng của Polyjot. Đây chính là hình ảnh chữ ký của Tổng thống Nga các bác này. Đấy, bên trên góc 12 giờ sẽ có một cái logo biểu tượng hình đại bàng hai đầu, biểu tượng quốc huy của Nga. Đây là một cái hình ảnh rất là ý nghĩa đối với người Nga. Nó tượng trưng cho hai cực của đất nước. Và ngoài ra thì nó còn tượng trưng cho quyền lực cũng như là sự tự do nữa. Đấy. Màu mặt trắng sặc cừ. Cọc số nổi. Có một ô click up 6 giờ nha. Thật sự thì đây là một trong những cái mẫu đồng hồ mà thiết kế rất là đẹp. Đấy, của cửa hàng Kiên. Ngày hôm nay mang đến cho các bác. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là một chiếc đáy đúc. Có logo biểu tượng hình ảnh đại bàng hai đầu ở đây nha. Toàn bộ đều là những cái hoa văn được họa tiết, được đúc nổi ở trên phần mặt luôn. Kể cả hai bên cạnh sườn cũng vậy. Đấy, đều là những hoa văn họa tiết được đúc nổi nha. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm này. Đó, rất là đẹp như thế này. Máy pin các bác nha. Máy pin ô click up 6 giờ. Và em này cũng sẽ có nấc để căn chỉnh lịch nhanh. Như các bác mình chỉ việc kéo núm ra và chỉnh thôi. Rất là tiện. Giá của chiếc này là 1.380.000. 1.380.000 nha. Các bác chốt đơn cho em với mã đồng hồ số 6 ngày hôm nay. Mã số 6 ạ. Đến với mã đồng hồ số 7. Số 7 sẽ gửi đến các bác đó là một chiếc Technos Super Crown, phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Technos. Chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc có size mặt là 42 này. Đó. Size mặt lớn so với những cái phiên bản đồng hồ cơ cổ cùng phân khúc. Chiếc Technos Super Crown với thiết kế cọc số dạng khối, có một ô click up 3 giờ và toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Dây khóa lụa linh kiện. Phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng Technos ở đây. Đây là một chiếc đồng hồ thiết kế mặt đáy bắt quái. Đấy, đáy bắt quái các bác nha. Ô click này các bác sẽ căn chỉnh bằng cách là quay kim ạ. Technos Super Crown. Máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay. Đó. Em mở máy nhá. Rồi và đây chính là bộ máy bên trong của chiếc Technos này. Máy rất là đẹp các bác nha. 30 Jewel này. Vành tóc gai. Đấy, vành tóc gai. Bộ máy cực kỳ sáng luôn. Máy em này sẽ là máy 2472 nha. Một bộ máy ETA. Đấy, máy ETA với 30 chân kính, 30 Jewel. Nhìn vào đây thì chắc là ít người có thể đoán được đây là một cái bộ máy của một chiếc đồng hồ cơ cổ đã mấy chục năm rồi. Đấy, rất là đẹp như vậy. Giá là 2.880.000 cho chiếc đồng hồ này. Chốt đơn em với mã số 7 nhá. Mã số 7 ạ. Tiếp tục đến với mã đồng hồ số 8 sẽ là một em Tucaris. Máy cơ tự động của đồng hồ Thụy Sĩ nha. Thiết kế form mặt vuông cạnh bầu, mặt hai lòng và có một ô click up 3 giờ này. Chiếc này chiều ngang size 37, chiều dọc size 38. Thân vỏ thép không gỉ và có khắc tên thương hiệu Tucaris ở phía dưới mặt đáy này ạ. Đấy. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm nha. Mặt kính phẳng. Mặt kính phẳng.
bộ máy cơ tự động. Đối với ô cửa lịch, các bác sẽ căn chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Chiếc này giá là 1.380.000 thôi, các bác chốt đơn với mã số 8 cho em nhé. 1.380.000 Sugarit Thụy Sĩ. Số 9 ạ, Coslavin De Lucy. Máy cơ lên dây với 23 chân kính, một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Liên Xô ạ. Form máy cơ siêu mỏng, dành cho các bác mình yêu thích những cái form dáng nó nhẹ nhàng thanh lịch thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bác luôn ạ. Màu mặt đen này, cọc số la mã. Form mặt tràn viền với chiều ngang size 34. Chiều dọc nếu như tính cả chân càng thì sẽ là size 40 cho em nha. Đấy. Thân vỏ vàng và cái nước vàng bên ngoài là còn nguyên vẹn luôn ạ. Đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin dưới này. Lên tay. Coslavin De Lucy, máy cơ lên dây 23 chân kính. Mã số 9 có giá là 1.480.000. 1.480.000 nha. Và qua mã số 10, số 10 sẽ là một chiếc Conjot, máy cơ lên dây 23 Jewel. Chiều ngang size 38, chiều dọc size 43 này. Đó. Ngang 38 dọc 43. Thân vỏ vàng, màu mặt đen và có một ô click góc 3 giờ nha. Đấy, các bác có thể thấy được cái nước vàng bên ngoài của em này là còn rất là đẹp, nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Nó sẽ có những cái màu bã trầu như thế này. Thì cái này thì các bác hoàn toàn có thể khắc phục được bằng mình, bằng cách là mình có thể đánh bóng lại cho em nhé. Đấy, size lớn. Lịch này thì các bác sẽ căn chỉnh bằng cách là quay kim ạ. Bonjot Liên Xô 23 Jewel. Mã số 10, giá 1.480.000. Đấy, và đây cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng, kết thúc cái phiên với 10 mẫu đồng hồ cơ cổ ngày hôm nay, cơ tự động, cơ khoác tay ngày hôm nay. Đấy, tiếp tục sẽ đến với các cái sản phẩm khác. Đồng hồ quả quýt. Chiếc quả quýt số 1 ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bác đó là một chiếc quả quýt nhỏ của Nga nha. Size em này là 35, chiều dọc tính cả núm sẽ là size 46 này. Đấy. Có hình ảnh đại bàng hai đầu và hình ảnh kỵ binh ở trên phần mặt. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép nha. Đây, mặt đáy tỏa tia. Đáy tỏa tia, máy pin của Nga. Những cái dòng quả quýt như thế này các bác mình có thể mua về để trưng bày, đeo cũng như là mang tặng thì rất là phù hợp luôn này. Và giá của mỗi cái mẫu đồng hồ quả quýt nó chỉ có 380.000 thôi. Đấy, 380.000 nha, giá rất là bình dân. Đấy. Em này có mã là Q4 cho em, 380.000. Tiếp tục đến với mã quả quýt tiếp theo. Đấy, bản lớn nhá. Em này thì sẽ có hình ảnh búa liềm ngôi sao 5 cánh của Nga. Size 3, size 46 này. 46 nhân với lại 49. Đấy. Toàn bộ những cái hoa văn họa tiết này là được đúc nổi ở trên phần mặt nha các bác. Rất là đẹp luôn, sắc nét đến từng các cái chi tiết phía dưới mặt đáy ạ. Đấy. Em này càng trơn nha, càng trơn kèm theo một chiếc dây khóa 40cm nữa. Khoảng 40cm. Đấy. Đây là mặt trong này. Đó, kim nan hoa. Kim nan hoa nha. Mã quả quýt. Em này mã Q5. Q5 cho em 380. Tiếp tục một chiếc với biểu tượng búa liềm ngôi sao 5 cánh. Em này không màu nha. Đây, càng càng cong. Càng cong dây này. Phía dưới mặt đáy. Em này có mã là Q1 cho em nha các bác. Thích mã Q1 thì chốt đơn cho em với mã Q1. Đấy. Q1 đồng giá 380.000. Chuyển khoản hết thì em bao ship, không cọc từ 50.000 một đơn. Các bác nhận hàng thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá giúp em. Tôi tiếp tục này, điện thoại. Hôm nay sẽ mang đến cho các bác là cặp đôi điện thoại Oppo 5G, có hỗ trợ sóng 5G, một trong những cái dòng điện thoại đời mới.
với tầm giá loanh quanh chỉ 2 triệu để các bác mình có thể sử dụng. Ngon bổ rẻ trong tầm giá nha các bác. Sau khi mà em đã test thử hàng chục con máy với tầm giá 2 triệu thì em đã chọn lọc ra được hai cái con Oppo này để các bác mình có thể sử dụng. Đây là chiếc Oppo A565G có hỗ trợ sóng 5G, màn hình 6.5 inch, cảm ứng cực kỳ mượt mà và độ mới lên đến 99,9% cho các bác. Bản màu titan. Camera có hỗ trợ AI, pin 5G. Pin 5000 ampere, chứ em xin lỗi, pin 5000 ampere. Các bác có thể sử dụng cả ngày dài mà không cần phải sạc nhé. Đấy. Con này thì lướt web các thứ là vào mạng cực kỳ nhanh luôn và cảm ứng rất là mượt mà. Bản này là bản 256GB. Bản 256GB các bác nhá. Đấy, bộ nhớ này, bộ nhớ 256GB, RAM 8GB. Chưa có cài đặt ứng dụng gì, về nhà các bác mà mình mở ra và dùng như một con điện thoại mới luôn. Nhá, có tiếng Việt. Đây, tiếng Việt sẵn rồi nha. Em này là 1.750.000. Và ngoài ra khi mua chiếc điện thoại này, các bác sẽ được tặng thứ nhất là một bộ sạc cáp. Đấy. Thứ nhất là được tặng một bộ sạc cáp này. Thứ hai, ốp điện thoại. Và thứ ba, đó là màn hình cường lực. Màn hình cường lực các bác nha. Đấy. Đây là 4 sản phẩm được tặng khi mà các bác mua chiếc điện thoại Oppo A565G này. Quá là lời luôn. Đấy. Riêng bộ cặp sạc, cái bộ này đã lên đến gọi là 120.000 rồi. Đấy, cộng cái này 40.000 nữa. Hai cái này là 100.000 chứ. 100.000 cộng với hai cái này là 40.000, là tổng cộng là 140.000. Đấy, tặng các bác hết. Nha. Đây là sạc. Có hai đầu sạc cho các bác. Đây em sẽ giới thiệu qua về cái dây sạc này. Đấy. Điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh luôn nhá. Đây có hai đầu sạc, các bác vừa có thể sạc iPhone mà vừa có thể sạc nó Oppo luôn. Đây. Đầu thì nó cũng sẽ có hai đầu nhá. Đây. Đó, các bác sẽ cắm vào đây để sử dụng thôi. Đấy. Và ngoài ra thì nó còn có một công dụng nữa, nó là dây truyền dữ liệu. Đấy, các bác muốn sử dụng thành dây truyền dữ liệu cũng rất là ok nha. Rồi, tiếp tục. Chiếc điện thoại số 2 sẽ là chiếc Oppo K9X5G. Đấy, bản màu titan mới 99,9% luôn. Nói chung là các bác mua những cái dòng em giới thiệu thì không bao giờ phải hối hận đâu. Tại vì là giữa hàng trăm con máy thì em chỉ chọn lọc được hai con này là nó ngon bổ rẻ trong tầm giá. Thì các bác dùng nó rất là ok. Mới 99,9%. Em này màn hình LCD 6.59 inch. Đấy, cảm ứng rất là mượt. Bản 256GB nha các bác. RAM em này là RAM 12GB. Và nếu như các bác cần một con điện thoại mình có thể chơi game, lướt web nó mượt mà ấy, và sử dụng các cái ứng dụng nặng đô, thì các bác có thể lựa chọn cái con Oppo K9X5G này. Đấy, sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, chơi game rất là mượt. Bản màu titan em này tím đậm hơn một chút nha. Camera có hỗ trợ AI, có hỗ trợ sạc nhanh và pin 5000 ampere. Em này mua thì cũng sẽ được tặng ốp này. Đấy, tặng sạc. Tặng sạc, tặng cáp và tặng màn hình cường lực luôn. Đấy. Tặng rất là nhiều. Thế nên là bác nào mình mua điện thoại, chốt đơn cho em, cọc từ 100.000 em đi đơn luôn nhá. Nhận hàng thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá giúp em. Và để tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác đó là bộ sưu tập với 4 bức tranh cổ các bác nha. Tranh cổ này. Và trong đó thì có 2 bức tranh lụa cao cấp để các bác mình có thể treo và trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình nhá. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần giới thiệu về chi tiết các cái mẫu tranh ngày hôm nay. Đấy. Bức tranh số 1 sẽ là một bức tranh thần tài. Em này thì sẽ có khổ tranh là 65 nhân với lại 1m6 các bác nha. 1m65 nhân 1m6. Đây là hình ảnh
thần tài, biểu tượng cho sự tài lộc, phú quý và may mắn. Đây các bác mình có thể treo ở trong nhà. Hình ảnh thì sẽ có hình ảnh thần tài này, kèm theo là các họa tiết xung quanh như là mây, khói, các thứ đấy, tượng trưng cho sự quyền lực đó, quyền lực và sự phú quý, giàu sang. Bác nào mình thích bức tranh thần tài này thì mình có thể chốt đơn cho em với mã số A2 nhé. Và giá của trên này là 480.000, 480.000 cho một bức. Qua đến mã số 2, đây là mã số A3, là bộ tranh tứ bình, hay các bác còn gọi là tranh bốn mùa đấy ạ, tranh tứ quý ấy. Bộ tranh tứ bình này thì sẽ có cái kích thước đó là 35 nhân với 1m3 các bác nha. Mã của bức tranh này là mã A3. Ở đây thì sẽ có kèm 4 bức tranh luôn, 4 bức tranh nha, đi kèm cả bộ là 4 bức tranh xuân hạ thu đông này. Đấy. Vẽ trên chất liệu giấy cổ và vẽ bằng bút lông các bác nha. Đó, đây là những hình ảnh tranh bút lông xưa. Đó, một bức tranh cổ rất là đẹp, tranh tứ bình. Bao gồm 4 bức. Và giá của tranh này sẽ là 480.000 cho 4 bức tranh như thế này các bác nhé. Đấy. Chốt đơn cho em với mã số A3. Em sẽ quay cận chi tiết từng bức tranh để cho các bác mình có thể ngắm được dễ hơn nhé. Đấy. Mỗi bức tranh thì đều có những chú chim tự trưng cho sự sung túc, hài hòa. Đấy, sự êm ấm trong gia đình. Bốn mùa xuân hạ thu đông với nhiều các loài hoa tự trưng cho bốn mùa. Đó. Đào, trúc, cúc, lan. Đây là tranh tứ bình các bác nha. Tranh tứ quý đấy ạ. Một trong những cái dòng tranh mà rất là phổ biến và nổi tiếng ở Việt Nam. Tiếp tục đến với bức tranh mã số A1. Đây là một bức tranh lụa cao cấp. Đấy, tranh lụa cao cấp. Em này thì sẽ có mã là mã A1 các bác nha. Giờ cái kích thước của tranh thì sẽ là 45 nhân với 1m1. Là kích thước 45 nhân 1m1 với hình ảnh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn nó tượng trưng cho rất là nhiều thứ, tượng trưng cho sự sang trọng, quyền quý và nó còn tượng trưng cho sắc đẹp. Đó, cái này thì tranh này chất liệu thì chất liệu lụa các bác nha, rất là đẹp luôn, mềm, cực kỳ mềm mại. Đấy, với hình ảnh ba chú chim. Ba chú chim, chim thì nó tượng trưng cho sự hạnh phúc sum vầy, đấy, sự quay trở lại. Còn hoa mẫu đơn, đấy, một biểu tượng của sự sang trọng, quyền quý và đẳng cấp. Những bức tranh hoa mẫu đơn treo trong nhà lúc nào cũng sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên ấm cúng. Và các bác nhìn thấy không ạ? Những đường nét của bức tranh này rất là đẹp, cực kỳ tinh tế. Mỗi bông hoa đều có những cái sắc thái khác nhau. Đấy, màu sắc hài hòa và từng cái đường nét chi tiết rất là đẹp như thế này. Đó, những bức tranh hoa mẫu đơn. Mã A1, tranh lụa cao cấp. Có giá là 680.000 các bác nha. Đấy, bức này sẽ có giá là 680.000. Rồi và tiếp tục giới thiệu đến các bác bức tranh có mã số A5. Là một bức tranh lụa. Đó, chim mẫu đơn. Chim xanh hoa mẫu đơn các bác nha. Rất là đẹp luôn. Hình ảnh hoa mẫu đơn với hai chú chim đậu ở trên cành. Đấy. Treo những bức tranh với màu sắc rực rỡ luôn luôn làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên sống động cũng như là thật là ấm áp. Rồi bức tranh mã số A5 nhé, cũng có giá là 680.000. 680.000 cho một bức tranh lụa cao cấp như thế này. Rồi vào ngày hôm nay thì mang đến cho các bác là bộ sưu tập với 4 bức tranh. Là bức tranh mã số A2, bức tranh thần tài. Đó. Bức tranh mã số A3, đó là bộ tranh tứ quý. Bức tranh mã số A1, tranh hoa mẫu đơn. Đấy, và bức tranh mã số A5, đó là bức tranh chim xanh hoa mẫu đơn các bác nha.
các bác yêu thích bức tranh nào thì mình có thể chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại của cửa hàng ở ngay bên ngoài màn hình. Và đối với tranh, các bác mua hàng đặt cọc giúp em từ 100.000 trở lên nha, bên em sẽ gửi hàng. Các bác nhận hàng thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá giúp em. Và đây cũng là sản phẩm đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên live ngày hôm nay của kênh. Các bác lần đầu biết đến kênh thì mình đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên live tiếp theo ạ.